Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một cây thuốc rất quý các bạn ạ. Cây thuốc mình giới thiệu với các bạn hôm nay chính là cây hồi đầu thảo các bạn nhé. Đây mình trồng cây hồi đầu thảo trong vườn nhà mình. Nó rất nhỏ thôi nhưng mình quay để các bạn xem. Đây là phần lá của cây hồi đầu thảo này các bạn. Lá của nó là nó rất giống lá cây dâu hùm nhưng mà nó bé hơn các bạn ạ. Hai mặt lá của cây hồi đầu thảo thì là đều nhẵn. Lá thì hình lưỡi mác, thuôn dài các bạn ạ. Đây là phần hoa của cây hồi đầu thảo này các bạn. Hoa nó rất nhỏ, nó tương tự như là hoa của cây dâu hùm. Các bạn nên nhớ là cây hồi đầu thảo thì nó chỉ cao tầm từ 20 đến 30 cm được các bạn nhé. Nó thấp hơn cây dâu hùm. Đây mình cũng trồng một cây nữa này các bạn. Đấy các bạn nhìn thật rõ về cây hồi đầu thảo đấy. Và mình cũng quay để các bạn xem sự khác biệt giữa cây hồi đầu thảo và cây dâu hùm. Đây chính là cây dâu hùm đấy các bạn này. Cây dâu hùm thì nó to cao hơn. Còn đây là cây hồi đầu thảo này. Đấy các bạn xem cây dâu hùm này. Cây dâu hùm thì nó có thân lá nó cũng tương tự như cây hồi đầu thảo nhưng mà nó to cao hơn. Lá to hơn. Đấy còn đây các bạn xem rõ về cây hồi đầu thảo. Lá nó chỉ như thế này thôi. Phần lá của cây hồi đầu thảo thì nó không phẳng như là cây dâu hùm, lá nó hơi nhăn, lá nó bé hơn và hơi nhăn. Cây hồi đầu thảo này thì nó còn có tên gọi khác là cây thủy điền thất các bạn ạ. Nó có một bộ củ rễ nó mọc cong ngược lên trên trời ấy, chứ nó không mọc thẳng dưới đất đâu. Củ nó chỉ to bằng hai ngón tay thôi, nhưng mà nó mọc cong vảnh, cái phần cuối của nó vảnh lên trên trời. Chính vì vậy nó có tên là hồi đầu thảo. Củ hồi đầu thảo thì có tác dụng tăng cường tiêu hóa rất tốt, chữa về các bệnh về đường ruột, ví dụ như là viêm đường ruột, viêm dạ dày. Nó có tác dụng chữa tiêu chảy nữa các bạn ạ. Và tác dụng chữa viêm gan, vàng da. Cũng rất tốt cho căn bệnh xương khớp, chữa thấp khớp, chữa đau nhức toàn thân và chữa đau thần kinh tọa. Nói chung là một cây thuốc rất tốt các bạn. Cây hồi đầu thảo này hiện nay là khai thác gọi là gần như là cạn kiệt rồi. Mình cũng cố gắng đem mấy cây nhỏ trên rừng về để mà trồng. Bởi vì bây giờ cây này ít lắm các bạn ạ. Người ta thu hái cạn kiệt. Đấy các bạn nhìn thật rõ đấy. Hoa của cây hồi đầu thảo thì nó cũng tương tự như hoa dâu hùm thôi, nhưng nó nhỏ hơn. Lá thì nó hơi nhăn. Còn lá dâu hùm thì to hơn.
Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn.